Thế giới marketing là nơi chúng tôi chia sẻ những kiến thức chúng tôi học được trên các website lớn trên thế giới về marketing và ứng dụng cho thị trường Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với thế giới marketing. Xin chào các bạn. Như video đầu tiên chúng ta đề cập đến vấn đề đó là marketing là gì, và chúng ta đã thống nhất được một số thứ. Đó là công việc của người marketing ấy, là công việc mà tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và tạo một sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đó. Tức là cái thằng marketing ấy, nó là cái thằng mà trước khi tạo một sản phẩm đấy. Chứ marketing không phải là cái thằng mà đi cầm sản phẩm đấy mà giao bán. Đó là công cụ truyền thông, công cụ của bán hàng thôi. Chứ không phải đơn thuần, ý là nó không nằm trong phần gọi là marketing. Vậy thì công việc quan trọng nhất của người làm marketing ấy, đó là trước khi mà giao bán một sản phẩm gì, trước khi mà chúng ta thực hiện một cái business ấy, chúng ta hiểu là tại sao chúng ta làm cái business đấy. Điều này cực kỳ quan trọng, bởi vì một sản phẩm nó đủ tốt ấy, thì nó phải có khả năng tự marketing nó. Giống như sản phẩm Apple chẳng hạn, những sản phẩm như iPhone, iPad vân vân, nó tự PR cho nó, chứ nó không cần phải công nghệ PR truyền thông nào cả. Bởi vì trước khi mà tạo sản phẩm đấy, người ta hiểu cực kỳ rõ về cái khách hàng, cực kỳ rõ về khát khao, ước ao và mong muốn của khách hàng, và tạo một sản phẩm. Khi các bạn cầm trên tay mà ồ, đây là tất cả thứ mà tôi mong muốn, đây là tất cả thứ tôi khát khao, đấy là đỉnh cao của marketing. Tức là một sản phẩm nó có khả năng tự marketing của nó, và chúng ta không cần phải chiếm có nhiều của nó. Đó. Nhưng đa số thì không phải như vậy. Đấy, thì chúng ta thống nhất được một điều đó là người làm marketing ấy, nó là cái người giải quyết cái cầu đầu vào trước. Tức là tại sao chúng tôi đưa một sản phẩm này về, chạy ra là tôi để sản xuất một sản phẩm này. Để mình kể cho bạn nghe một câu chuyện thêm nữa. Đó là câu chuyện về Coca-Cola. Coca-Cola nuôi một đội ngũ khoảng 6 người. Đội ngũ này chỉ có một việc duy nhất, đó là ăn, uống và lấy lương. Họ có một nhiệm vụ này này. Hàng năm Coca-Cola vẫn sản xuất ra những cái hương vị mới, và họ có nhiệm vụ là đi nếm hương vị đấy để quyết định rằng hương vị nào ta sẽ cho vào thị trường. Đó. Thì những người này ấy, họ làm được một việc rất hay, đó là tất cả những cái mà họ nếm ấy, họ chọn ra được một cái sản phẩm ấy, thì vô tình cái sản phẩm họ chọn ra nó phù hợp với cái khẩu vị của rất nhiều người thế giới, nó phù hợp với số đông, nó đại diện được khoảng 50-60%. Có rất nhiều sản phẩm là đối thủ của nhau mà thất bại. Chúng ta có thể giải thích nó về thất bại về mặt người ta PR, bán hàng, mặt truyền thông. Nhưng hãy tưởng tượng này, chúng ta có hai sản phẩm mà chúng ta hay biết là Samurai và Sting. Tại sao Sting lại nổi hơn, tốt hơn? Không phải vì hương vị nó tốt hơn Samurai không? Thì tất cả đấy do người dùng cảm nhận. Samurai là của Pepsi, còn Sting là của Coca-Cola. Đấy, thì chúng ta nói qua về cái bài giảng trước để chúng ta hiểu rằng cái thằng làm marketing ấy, nó thằng tìm ra cái nhu cầu đấy, hiểu cái nhu cầu và tạo một sản phẩm để đáp ứng cái nhu cầu đó. Đấy. Thì chúng ta học với cách của Apple marketing này, câu chuyện của Lôi Quân này, hay là cái Start With Why, nó với cách mà Apple làm truyền thông như nào. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ đề cập về một vấn đề khác, đó là vấn đề về việc người làm truyền thông, người làm marketing, cụ thể một cái người mà làm marketing ấy, thì họ phải có những cái tố chất cơ bản gì, hay họ phải làm những việc gì để không làm nó to lớn được việc thành công trong nghề, mà có thể nói là để trở nên một gọi là người thành thạo và đạt những cái thành tích cơ bản nhất ở trong nghề của họ. Thì chúng ta sẽ đến hai yếu tố. Đầu tiên đây, như các bạn thấy đây, mình nhã đây là hai bộ não. Vì marketing là về cảm xúc, tức là khi mà các bạn thích một sản phẩm gì đó, các bạn thấy nó đẹp, hay các bạn thấy là khi nhìn thấy nó các bạn thấy phấn khởi, phấn chấn, thì kiểu gì bạn mua nó dù bất kỳ cái lý do gì. Giống như người ta nhìn thấy iPhone ấy, đấy, khi nhìn thấy iPhone người ta mặc định là hiểu về cái cảm xúc của nó, hiểu về sự đẳng cấp của nó, thế nên người ta mua nó. Việc đầu tiên của cái thằng làm marketing ấy, đó là chúng ta có hai cái bộ não đây. Đấy, hai cái bộ não đây. Thì đây là bộ não của ông làm marketing, và đây là bộ não khách hàng. Và nếu một ông làm marketing muốn thành công thì cái này nó phải đạt chỉ số tương đồng là cao nhất. Chỉ số tương đồng cao nhất có thể là 70%, 80%.
Tức là ông làm marketing phải là ông hiểu được khách hàng nghĩ gì, phải hiểu được cái khách hàng nghĩ gì và hiểu được cảm xúc khách hàng. Tại sao như vậy? Điều này có lẽ là khi các bạn làm chuyên ngành, cái chuyên môn cao ấy, thì khi bạn tiếp xúc nhiều khách hàng thì bạn sẽ thấy là họ nói về vấn đề chuyên môn họ rất là giỏi, nhưng mà khách hàng là cái người nghe họ không hiểu cái gì cả. Giống như bản thân mình nhé, mình được tiếp cận với rất nhiều khách hàng, ví dụ ông về đồ gỗ nội thất đi chẳng hạn đi, ông nói là loại gỗ này loại gỗ kia, chỉ số này chỉ số kia, dùng cái này rất là hay, nhưng thật ra là mình nghe mình không hiểu cái gì cả. Vấn đề duy nhất mình cần quan tâm là với số tiền như vậy mình muốn mua một cái thứ mà nó bền hay thứ nó đáp ứng được cái nhu cầu như vậy thôi. Thì ông ấy là một người chuyên về kỹ thuật nên tất cả những thứ ông nói ra thì nó thiên về mặt kỹ thuật chứ không phải thiên về mặt mà mình là khách hàng cảm nhận. Tiếp theo là câu chuyện của mình, chẳng hạn khi đi mình tư vấn sale, khi mà mình chưa bị thất bại nhiều hay mình chưa hiểu nhiều thì tất cả những thứ mình tư vấn khách hàng, ok em là từ sale dù khó, chiến lược sale của em thế này, chiến lược sale của em thế kia, rồi em không dùng biện pháp này, không dùng biện pháp kia, vân vân. Khách hàng của em họ chả hiểu cái gì, họ không cái những từ khóa, họ không cái những cái tội, họ cũng chả biết thuật toán cái gì cả. Đấy, khách hàng họ chỉ quan tâm một vấn đề duy nhất đó là ok bây giờ chị có một sản phẩm này, chị sản phẩm của chị tốt hơn của đối thủ như thế này, và sau khi chị chi ra một số tiền này sau thời gian này thì em cam kết chị cái gì. Ví dụ nếu mà là người marketing chúng ta sẽ tư vấn như này, ok sản phẩm của chị này lợi thế này, em sẽ bắt đầu này như này, em sẽ dùng website là nội dung chị cung cấp vân vân. Thì sau ví dụ khoảng 3 tháng ấy thì có từ 1 đến 2 cuộc gọi hàng ngày, sau khoảng tầm 4 tháng thì có 3 5 cuộc gọi vân vân, thì họ chỉ quan tâm đến việc này, cái sản phẩm họ được bao nhiêu người biết đến và quy ra cái cụ thể đó là bao nhiêu người gọi điện cho họ, chứ họ không quan tâm đến từ khóa tốt vị trí này vị trí kia, vì những cái đấy là những cái thứ mà họ không thể kiểm soát được. Giống như các bạn thì các bạn không được chi tiền những cái thứ mà mình không kiểm soát được đấy. Thì chúng ta có thể sơ qua về rất nhiều trường hợp những ông giỏi kỹ thuật nhưng mà nói xong thì không hiểu cái gì cả. Thế bản chất của một cái người làm marketing ấy đó là phải nói thật là phải hơi bị ngu một chút nào. Khi mà các bạn có kiến thức, khi các bạn ở level cao thì các bạn vô tình hiểu, vô tình mặc định rằng những người đang nghe của bạn hay lắng nghe bạn họ đã có những kiến thức nền tảng như vậy rồi, nhưng họ không có kiến thức nền tảng như vậy. Thế bạn phải bắt đầu từ cái suy nghĩ của khách hàng đến cái suy nghĩ của bạn, tức là bạn phải đặt ở vị trí của họ, họ chả biết gì cả. Nếu mà bạn đơn giản là bạn bảo là ok bây giờ bạn làm dịch vụ sale giỏi đi chẳng hạn đi, bạn có sale tổng thể cho được quá rất nhiều khái niệm, nếu khách hàng họ chả biết sale gì, họ chỉ biết là đây là quảng cáo online, đây là quảng cáo từ khóa. Thế đấy là một cái mà thấy là tư duy của một kỹ thuật và tư duy của ông marketing khác đấy. Nên cái người làm marketing ấy lại phải là người thấu hiểu khách hàng, mà khi thấu hiểu khách hàng thì các bạn phải đặt các bạn ở một level thấp về cái kiến thức ở mảng đấy, thì các bạn nhìn nhận mọi thứ nó mới chính xác được. Chứ các bạn mà đặt các bạn ở level quá cao, các bạn nói một đống thứ lằng nhằng ra, khách hàng họ không hiểu gì cả. Chúng ta có rất nhiều ví dụ về vấn đề đấy. Ví dụ khi mà các bạn mua một sản phẩm ở đó, cái người bán cho bạn ấy thì người ta nghĩ rằng bạn mua nó vì thông số kỹ thuật, bạn mua nó vì công nghệ, vì tính năng. Nhưng mà người mua họ không nghĩ như vậy. Tôi chỉ đơn giản mua nó vì tôi muốn an toàn, nghĩa là tôi muốn bỏ ra một số tiền này, tôi muốn có cam kết đảm bảo là cái sản phẩm này đã nhiều người mua và đã chứng minh được chất lượng. Chứ tôi cũng chả hiểu cái thông số kỹ thuật, chả hiểu cái gì. Chúng ta có thể xem qua một số bức tranh sau đây để các bạn thấy rằng hóa ra cái người bán hàng ấy, đôi khi họ bán những thứ mà không phải khách hàng đang cố gắng tìm để mua đấy. Thế bạn cần kết nối cảm xúc của bạn với cảm xúc khách hàng đấy. Chúng ta sẽ xem qua một vài bức tranh. The last goal doesn't matter. The last victory already forgotten. Yesterday is gone, lost in the record books. But today is up for grabs. Unpredictable, unwritten, undecided. Now is ours.
do something and be remembered, or do nothing and be forgotten. No one owns today. Take it. Đối với bản thân mình thì cũng đi tư vấn truyền thông thôi. Nhiều khi mình nói những thứ online với những bác 3-40 tuổi, 40-50 tuổi, họ chẳng hiểu gì. Và họ chỉ quan tâm đến vấn đề thứ nhất là sau một thời gian tao đầu tư này tiền thì tao sẽ được bao nhiêu cuộc gọi, bao nhiêu khách hàng hàng tháng. Và đấy là những thứ là đo lường kiểm soát được. Chứ còn những thứ chúng mình nói như thủy chi từ khóa hay là ổn định, là vẫn ổn định, từ khóa bay tốt hay là sao bó thứ, nó chẳng hiểu được cái gì cả. Đấy, thế nên phải bắt đầu với suy nghĩ khách hàng. Thì cái chuyện này nó giống y như chuyện này, nó giống y như chuyện ta gà. Tại sao mà nhiều cái ông đẹp trai giỏi giang này ngoan ngoãn nhưng mà tán gái toàn thất bại, mà những cái thằng cha rất là xấu trai, rất là kiểu như là không có vẻ tiềm năng lắm thì lại yêu những em rất là xinh? Tại vì những thằng cha đấy luôn bắt đầu với tư duy của khách hàng, tức là tư duy của cô gái đấy. Tư duy của khả những người cha đấy có khả năng lắng nghe rất kinh khủng, tức là có khả năng lắng nghe cô ấy tâm sự, nói được một thứ, khả năng nắm bắt tâm lý, khả năng đưa những thứ mà cô ấy thích, và tất cả những thứ mà cái thằng cha đấy làm ấy, đó là cố gắng thấu hiểu cảm xúc của cái cô gái đấy. Thì giống như bạn thằng bạn tinh, bạn thằng thấu hiểu cảm xúc của khách hàng. Còn cái thằng kỹ thuật thì nó không như vậy. Thằng kỹ thuật nó chỉ đơn thuần là chuyên môn của tao giỏi như này, với mọi vấn đề của tao nó minh bạch và rõ ràng này, tao làm việc này, tao làm việc này đấy. Nhưng mà đấy lại không phải những thứ cô gái quan tâm. Cô gái không quan tâm đến việc là bạn làm kỹ thuật giỏi này, bạn ngoan ngoãn, bạn thế này thế kia, mà cô ta chỉ quan tâm cô ta cảm thấy an toàn khi gặp bạn chẳng hạn, hoặc là cô ta cảm thấy tương lai cô ta được no cách, cho nên là no đủ vân vân đấy. Thì nên đấy, cái mà bạn có đôi khi không phải cái mà cô ta quan tâm, thì hai cái này không thể bắt được nhau. Mà nó chỉ sai vào vấn đề duy nhất, đó là sai với cách diễn đạt. Tức là bạn có thể thật sự tốt, nhưng mà bạn diễn đạt ra không đạt được tiêu chuẩn đấy thì bạn sẽ fail. Đấy. Nhưng một cái khó này mà mình cũng phải thừa nhận là thực ra ấy, để hiểu tâm lý người khác không hề dễ nào cả. Chúng ta thấy hàng đúng thứ thất bại, hàng đúng cuộc tình chia tay vì một vấn đề duy nhất, đó là câu nói huyền thoại anh ấy không hiểu em, anh ấy không quan tâm đến em, anh ấy vô tâm vân vân. Thì chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này không? Thật ra chúng ta không thể giải quyết được vấn đề này. Mình xin nói với bạn vậy, bản thân mình cũng thất bại rất nhiều khách hàng đấy. Và cách duy nhất để chúng ta giải quyết vấn đề này đó là thất bại. Khi các bạn thất bại, các bạn càng nhiều thì bạn vô tình phát hiện ra cái quy luật của nó. Quy luật với đối tượng khách hàng này ta nên nói thông tin này, chưa nên đề cập đến thông tin này, với đối tượng khách hàng này họ mong muốn cái này. Thì cũng giống như các cô gái ấy thôi, dần dần khi mà thất bại nhiều, chúng ta vô tình tìm ra mọi thứ nó có điểm chung đấy, điểm chung với nhau là họ đều khác theo mong muốn một số thứ đấy, và chúng ta tiếp cận họ. Thì cách duy nhất để các bạn có thể giải quyết bài toán là tư duy của bạn và tư duy khách hàng chạm đến nhau, hoặc là tư duy của bạn và tư duy của cô gái của bạn chạm nhau, đó là các bạn phải đặt vào vị trí của họ và nghĩ. Thật ra khi các bạn đặt vị trí bạn là một chàng trai có nhiều ước ao, nhiều khát khao và nhiều mong muốn, thì bạn sẽ vô tình nghĩ rằng bạn sẽ cần thế này, cần thế kia, cần môi trường như vậy, và bạn áp dụng cho người đối diện của bạn là người đối diện của bạn cũng cần những thứ như vậy. Nhưng bản chất họ không cần thứ như vậy. Khi mà bạn đặt xuống level họ ok, họ chỉ muốn một công việc ổn định, họ muốn một thứ an toàn, họ muốn một chàng trai một quan tâm đến họ, hiểu tâm lý họ. Thật ra thì hiểu vấn đề, hiểu không hiểu ấy, đó là gì, do các bạn thất bại nhiều, các bạn sẽ tự nhiên bạn hiểu được cái đối tượng đấy họ hay nghĩ gì đấy, thế dần dần các bạn thành công đấy. Thì đây là yếu tố đầu tiên, nó cũng giống y tán gái đấy. Đầu tiên là bạn phải hiểu được cảm xúc khách hàng, cảm xúc. Và thứ hai cũng quan trọng không kém đấy, nó là đây là cái chày cái cối. Mình biết ra như vậy không biết các bạn có nhìn rõ đây là cái chày cối không, chúng ta chọn để cập cái chày về cối
thì ấy, sau khi các bạn nắm bắt được tâm lý khách hàng, đặt vào vị trí khách hàng suy nghĩ để bắt đầu từ tư duy của họ kết nối đến tư duy của mình để mọi thứ nó được thông suốt đấy, thì ấy, các bạn sẽ phải làm một bước thứ khác mà mình nghĩ là cực kỳ quan trọng đấy, quan trọng đó là chảy gối hay hiểu một cách gọi là văn hoa hơn, đó là sự kiên trì đấy. Đấy, muốn thành công hay muốn làm được bất kỳ cái gì thì mình nghĩ là cái vấn đề chảy gối phải làm đi làm lại để tìm ra quy luật của nó, để tìm ra những điểm chung của nó là bắt buộc đấy. À, giống như người ta nói khi mà người ta gái thì bạn phải trồng cây si tức là thế này, tức là nếu mà đơn thuần ấy là chỉ một hai lần fail ấy mà bạn bỏ đi ấy, thì có lẽ là bạn sẽ không hợp với ngành đấy hoặc là không hợp với cô gái đấy, nhưng mà sau rất nhiều lần fail nữa thì ấy, bạn sẽ dần dần hiểu được tâm lý của họ, và khi nắm bắt tâm lý của họ thì chúng ta quay lại bài toán đầu tiên, tức là chúng ta là người chiến thắng. Thế vậy chúng ta sẽ phân biệt rõ hai thứ. Đầu tiên này, đó là về cảm xúc hay nhận diện thương hiệu, nó là vấn đề liên quan đến việc cảm xúc, tức là người ta nhìn và người ta mặc định một thứ gì đó. Còn cái ông marketing thì ông không phải như vậy. Ông marketing ấy, ông làm một cái giống như bức tranh đây mà mình nhìn thấy, đó là lặp lại. À, marketing là việc lặp đi lặp lại khẩu hiệu đến người ta nhìn chán thôi, người ta nhìn phát ngán thôi. Và cái hay ho của người ta này, nó có một nguyên tắc trong marketing, đó là không quan tâm là họ quý bạn hay họ ghét bạn, mà điều quan trọng nhất ấy, đó là họ không thể quên được bạn. Đấy, không thể quên được bạn. Để mình nói với bạn một ví dụ này. Các bạn nhìn cách bà Tưng làm marketing. Đầu tiên bà Tưng bắt đầu một điểm của xã hội là họ phê án, nên án. Họ phê phán và lên án những thứ mà bà ta đang làm, ý là cô ta đang làm, và quen được nào là thoải mái tình dục vân vân. Điều đó là trái với những gì mà chúng ta được dạy hay những gì chúng ta được quan niệm trước đây. Đấy, sau đó cô ta là xuất hiện trên Facebook, xuất hiện trên Netflix như điên. Và sẽ xuất hiện hai nguồn ý kiến. Một là thích, hai là không thích. Đấy, hai là không thích. Tất nhiên có loại thích và loại không thích đều nằm chung một loại, là loại quan tâm. Đấy, quan tâm. Thế sau đấy lại cứ bà ta cứ thay đổi liên tục, đi phẫu thuật cũng công khai ra, rồi đi làm mấy hoạt động từ thiện, rồi đóng phim vân vân. Thế là dần này cái đứa nó ghét ấy, thì nó cứ nhìn đi đến lại. Đấy, nó cảm thấy là nó ghi nhớ ở đầu. Thì dần dần cái cảm xúc ghét ấy nó sẽ bớt đi, tức là nó dần dần thành một cảm xúc không quan tâm nhưng vẫn mặc nhiên là cái thứ đấy đang tồn tại. Thế đấy là cách mà rất nhiều cái gọi hot boy đi theo gói marketing của gói truyền thông của cái báo này, gói truyền thông của báo kia nổi lên như vậy, nổi lên bằng cách đặt điểm này. Thế thì ấy, cái thằng marketing ấy, nó phải là yếu tố, đây là chảy gối, tức là đặt điểm này. Khi nạp đi lặp lại một thông điệp ấy, thì người ta bảo rồi cái gì mà sai nói nhiều thì nó cũng thành đúng. Đấy, thế là nhiệm vụ của marketing như này. Đấy, thì thông qua cái video này mình hy vọng là các bạn có những cái khái niệm cơ bản nhất về cái việc mà cái thằng làm marketing phải xử lý được. Đầu tiên là phải xử lý được một việc, đó là nắm bắt được cảm xúc và nhu cầu khách hàng. Còn không nắm bắt cảm xúc và nhu cầu khách hàng, bạn giỏi bao nhiêu người ta cũng không quan tâm đến bạn đâu. Vì đầu tiên họ cần là họ được quan tâm trước, họ có được giải tỏa những nhu cầu tâm lý của họ trước, giải tỏa những thứ lo lắng của họ trước, sau đấy họ mới lắng nghe bạn. Đấy, thứ hai đó là bạn phải lặp đi lặp lại đủ nhiều. Nếu bạn không lặp đi lặp lại đủ nhiều thì người ta sẽ dễ dàng quên bạn dù bạn có giỏi bao nhiêu. Đấy, thì đấy là xong hai cái marketing. Thì chúng ta sẽ nhắc lại cái này, những cái này nó đều kết nối với tất cả những thứ mà trong video đầu tiên mình nói về làm marketing. Còn những cái thứ như là SEO, Facebook Ads, Google AdWords, email marketing vân vân, nó là công cụ làm marketing. Cái công cụ làm marketing ấy, nó có một cái dở là khi mà thông điệp truyền thông đi, hay khi mà tất cả những thứ mà các bạn đang tạo ra đây, nó cảm xúc hay vân vân, nó không tốt ấy, nó càng viral, nó càng dở bạn. Đấy, nó càng phản tác dụng như vậy. Thế trước khi mà chúng ta sử dụng công cụ khách hàng cả, thì đảm bảo chúng ta là một thứ rất tươi đẹp, chúng ta là một thứ mà hữu ích cho khách hàng. Đấy. Đấy, thì trong video thứ 3 thì mình sẽ tiếp tục đề cập đến vấn đề về marketing. Được. Để xem những video tiếp theo thì các bạn vui lòng ấn vào nút subscribe dưới. Xin thành mời các bạn.